Ok, hello, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh Dư Khải Gaming và Dư Khải chúc em một buổi xem video vui vẻ. Ở video này thì Khải sẽ soi xét đồ của cao thủ Ben, một trong những cao thủ thiên nhẫn thường thường đánh rất nhiều trận top 1 ở tống kim. Và đây soi cho anh em xem, vừa rồi gặp anh ta trong trận tống kim ngày hôm nay. Đầu tiên chúng ta cùng xem, đây là một cái nón kim sinh lực lực. Nón kim sinh lực lực, vũ khí là thổ. Ben này lôi sắc nội công là không phải thiên nhẫn này mà, nhưng là gió đan à. Gió đan sao anh em, lôi sắc nội công 82. Khải nghĩ là gió đan anh em. Gió đan nha. Một gia truyền làm 130, một áo làm 120, một hồi 40. Đây gió đan anh em, gió đan quyền nha anh em. Đó, sorry anh em, lúc nãy Khải cứ tưởng là thiên nhẫn thì ra là gió đan. Đù. Đánh tông kim bữa auto tông 1. Gơ thiệt. Đó. Một tay chống 30. Ngập bội kháng hỏa 7. Nhẫn kim sinh lực cao. Và giày chón 30, hiện tại có cho mình số 10 chón. Số 10 chón từ bao tây và giày. Đại lượng kháng lôi sinh lực cao, sinh lực 133. Ui, cái nhẫn ngon này. Gió đang mà anh em, gió đang auto sinh lực anh em ơi. Gió đang bản đồ auto sinh lực anh em. Sinh lực 131 này, sinh lực 133 này, sinh lực 116 này, sinh lực 132 này. Gió đang này biết cách chơi ấy. Mà sinh lực 100, sinh lực 160. Áo này làm 120 phù hợp 40 và gia truyền sinh lực 80 làm 130. Đăng cá mình 40 làm chậm, 50 làm chậm và 60 chó. Đó. Rồi vũ khí lôi sắc nội công, đó là gió đan nha anh em. Cứ nghĩ là thiên nhẫn mà thiệt ra anh ta là gió đan, hiện tại phải gì bao nhiêu cấp phải đâu. Gió đan. Gió đan. Không ở trên top luôn, không biết bao nhiêu cấp luôn. Thiên nhẫn xem. Thiên nhẫn ha. Không có chân top luôn nha anh em. Không biết phải on Ben này không nha anh em. Tại vì hôm trước đa số là thấy Ben lên top là nhiều. Biết phải Ben này không anh em. Côn lôn xét à. Á đồ. Ngay cả côn lôn xét à. Côn lôn. Không phải côn lôn luôn. Tại vì không biết là phái gì anh em. Tại vì trên này trên, nếu trên ổng mà chân top thì cũng thấy đây không thấy luôn. Nói chung để tí nữa Khải soi thử xét cái phái gì anh em. Khải nghĩ là như là gió đan là tốt hơn. Chứ còn côn lôn tầm này không yên thua đâu. Khải nghĩ là gió đan ấy. Nghĩ là gió đan anh em. Rồi. Côn lôn xét à? Vãi nồi. Côn lôn xét hả? Đù. Côn lôn xét đánh tốt. Gơ vậy. Côn lôn xét anh em. Vãi nồi. Ok anh em. Đó là côn lôn xét anh em. Cứ nghĩ là do đang thiên nhẫn mà thiệt ra anh ta là côn lôn xét. Trong thời gian này côn lôn xét đánh tốt. Một ống kim quá chắc luôn em. Ok anh em xem video này thì đừng quên cho Ben một cao thủ tống kim, một like, chia sẻ cũng như ủng hộ kênh YouTube của cả nhà em ơi. Ok anh. Côn lôn xét này mà. Côn lôn xét đủ rồi ấy, không biết trận hôm nay anh có tốt hay không, anh em cùng chờ đợi xem thử nha.